Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với trang luyện thi 24 của trường Trung học phổ thông Hoàng Long. Trong video lần này, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Ở video trước thì thầy đã khái quát lại cho các em những kiến thức cơ bản về tác giả và tác phẩm. Và chúng ta đã đi được cái nội dung đầu tiên của tác phẩm, đó là bức tranh phố huyện lúc chiều tàn. Và giờ ta đi vào cái phần thứ hai, đó là bức tranh phố huyện lúc đêm muộn. Bức tranh phố huyện lúc đêm muộn trước hết được thể hiện ở cảnh thiên nhiên. Chúng ta thấy sau cảnh chiều tàn, tức là sau cảnh hoàng hôn, là những cái nét vẽ, là những cái hình ảnh đầy ấn tượng của bóng tối. Đó là một cái bóng tối mênh mông. Bóng tối bao trùm dày đặc từ cái con đường ra sông, rồi thì con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng và toàn thể không gian phố huyện. Đường phố và các ngõ con chứa đầy bóng tối, tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, rồi các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa. Bóng tối không chỉ phủ lên cảnh vật mà bóng tối còn ngập đầy dần trong ánh mắt của Liên, đúng không? Chúng ta thấy được là đối lập với bóng tối, đối lập với cái bóng tối mênh mông, đó là một cái thứ ánh sáng yếu ớt, nhỏ bé, mong manh. Cái ánh sáng nó được thể hiện qua một vài những cái hình ảnh, đó là gì? Một vài ánh sáng le lói, lóe lên. Đó là những quầng sáng, đó là những chấm lửa nhỏ, đó là những hột sáng, đó là những khe sáng qua phên nứa. Ánh sáng nó nhỏ bé, yếu ớt, nó mong manh. Rồi thì ánh sáng từ thiên nhiên, đúng không? Đó là ánh sáng từ hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh. Rồi thì vệt sáng từ những con đom đóm bay là lả trên mặt đất. Chúng ta thấy là rất nhiều những hình ảnh của ánh sáng xuất hiện, nhưng tuy nhiên nó chỉ là những hình ảnh rất nhỏ bé, yếu ớt, mong manh. Và đây, những cái ánh sáng này nó không làm cho cái không gian phố huyện nó trở nên rực rỡ, mà nó lại càng làm cho cái bức tranh phố huyện lúc về đêm càng trở nên tăm tối mịt. Đây chính là cái nghệ thuật lấy sáng tạ tối đấy. Có ánh sáng đấy, nhưng mà ánh sáng đó là ánh sáng yếu ớt, không thể gọi là lấp đầy được cái màn tối tăm của phố huyện, cái màn đêm tối tăm của phố huyện. Trong cái tác phẩm, trong truyện ngắn này, chúng ta thấy là có rất nhiều những cái hình ảnh, và đặc biệt có một cái hình ảnh, đó là cái chiếc đèn con của chị Tí. Một cái hình ảnh mà nó là một cái biểu tượng đầy ám ảnh về bóng tối. Cái chiếc đèn con đó nó trở đi trở lại trong câu chuyện đến 6-7 lần. Cái chiếc đèn đó nó là một cái hình ảnh biểu tượng đầy ám ảnh cho những cái kiếp sống leo lét trong xã hội, trong cái bóng tối của xã hội cũ, đúng không? Cái chiếc đèn ấy, nó không làm cho cái cuộc đời của họ sáng thêm, nhưng lại đủ sức soi rõ cái sự nghèo khổ héo hắt của họ. Và qua đây, tác giả Thạch Lam đã bộc lộ một cái nỗi buồn đầy cảm thương về những kiếp sống chìm khuất trong xã hội. Đó là những con, đó là những người dân nghèo quẩn quanh bế tắc trong xã hội cũ. Cái cảnh phố huyện lúc đêm tối, cái màn đêm mênh mông của phố huyện đấy, nó cũng chính là cái cuộc đời của họ tăm tối mịt, rất mơ hồ. Và bức tranh phố huyện lúc đêm muộn còn được hiện lên qua cảnh sinh hoạt. Chúng ta sẽ thấy cảnh sinh hoạt hiện lên với những kiếp người, những kiếp người rất quen thuộc. Đó là chị em Liên lặng ngắm phố huyện, đợi tàu để bán hàng, đúng không? Mẹ thì hôm nào cũng dặn chị em là phải đợi đoàn tàu đi qua để bán được hàng. Rồi thì mẹ con chị Tí, đúng không? Ngày thì mò cua bắt tép, tối thì lại dọn hàng nước ế ẩm, trông chờ, đúng không? Ngày nào cũng chỉ trông chờ những cái vị khách quen thuộc lèo tèo, đó là phu xe phu gạo, đó là vài tên lính lệ, rồi người nhà cụ Thừa đi gọi chân tổ tôm. Công việc
nó chả kiếm được bao nhiêu cả, đúng không? Mà nó cứ diễn ra hàng ngày. Rồi thì bắc phở, bắc siêu với gánh hàng phở, đó là một thứ quà xa xỉ và thường là ế ẩm. Dân nghèo không có tiền làm sao có tiền ăn phở được, đúng không? Rồi gia đình bác sập, đúng không? Chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh đầy xót xa, đặt cái thau trước mặt, không có khách và tiếng đàn bầu bật trong yên lặng, không có ai nghe thì chắc chắn là không ai cho tiền. Rồi hình ảnh đứa trẻ con trong gia đình bác sập trên cái manh chiếu rách làm bò ra nghịch bẩn rác rưởi. Bạn ta thấy qua những cái hành động, qua những cái công việc, qua những cái động tác của những con người, những kiếp người ở phố huyện, chúng ta thấy đây là những cái con người với những cái công việc, với những cái động tác quen thuộc lặp đi lặp lại, đơn điệu và buồn tẻ. Cuộc sống của họ dường như không có gì mới mẻ, lặp lại một cái vòng luẩn quẩn bế tắc. Tuy nhiên, cuộc sống của họ tối tăm như vậy, luẩn quẩn bế tắc như vậy, nhưng mà họ không hề tuyệt vọng. Họ vẫn luôn hy vọng vào tương lai. Trong họ vẫn luôn le lói một nguồn sáng, đó là nguồn sáng của hy vọng về một tương lai, về một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và trong cái sự nghèo đói, nghèo khổ, bế tắc như vậy, nhưng mà họ vẫn rất là yêu thương nhau. Họ vẫn cố gắng mưu sinh mà không hề từ bỏ, không hề chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi. Và đó chính là cái tư tưởng nhân đạo trong truyện ngắn của Thạch Lam. Thạch Lam không hề nhấn chìm những cái nhân vật của mình vào trong bóng tối, mà vẫn để cho họ có những cái tia sáng, những cái tia hy vọng và tương lai và cuộc đời. Đó là giá trị nhân. Và qua đây chúng ta đưa ra một cái kết luận. Qua cái bức tranh Phố Huyện Lúc Đêm Muộn, chúng ta sẽ thấy một cái nhìn xót thương của Thạch Lam, xót thương cho những con người sống trong bóng tối, ngày này qua ngày khác sống quần quanh tù túng trong cái ao đời phẳng lặng. Mỗi người một cảnh, nhưng họ đều có chung, có cái điểm chung, đó là sự buồn chán, mỏi mòn. Như vậy là chúng ta phân tích xong cái bức tranh Phố Huyện Lúc Đêm Muộn, chúng ta chuyển sang cái nội dung cuối cùng, đó là bức tranh Phố Huyện Lúc Đoàn Tàu Đi Qua, để chúng ta xem là bức tranh Phố Huyện khi mà tàu đi qua thì liệu nó có mang lại những cái màu sắc tươi mới, nó có làm cho cái phố huyện đổi thay hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Bức tranh Phố Huyện Lúc Đoàn Tàu Đi Qua thì chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất, đó là trước khi tàu đến. Trước khi tàu đến thì hai chị em Liên, chị Tý, bác Siêu, gia đình bác Sẩm đều chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của ngày, đó là lúc đoàn tàu đi qua. Hai đứa trẻ buồn ngủ díu cả mắt vẫn cố thức để nhìn chuyến tàu. Rồi thì An trước khi đi ngủ còn dặn chị đánh thức khi tàu đến. Tức là chúng ta thấy là tất cả mọi người trong phố huyện đó đều chờ tàu đến, đều chờ cái khoảnh khắc cuối cùng. Khi tàu đi và khi tàu ở phía xa, chúng ta thấy đã bắt đầu có những cái sự thay đổi, đúng không? Đó là hình ảnh của ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma chơi, tiếng còi xe lửa đâu vang lại trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Tức là khi tàu nó ở phía xa, nó chưa đến phố huyện đâu, nhưng mà nó đã gì đấy, màu sắc nó đã có, ánh sáng nó đã có, âm thanh. Và cái âm thanh và ánh sáng đó là cái âm thanh ánh sáng mới mẻ, xua tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng và màn đêm mênh mông. Và khi tàu tới thì âm thanh đó là một cái âm thanh dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Rồi đó là một cái màu sắc rực rỡ sáng trưng, một làn khói bừng sáng trắng đồng và kền lấp lánh và các cửa kính sáng. Và lúc này khi mà đoàn tàu đi qua, ánh sáng đã thực sự lên ngôi và trung tâm bức tranh giờ chỉ còn đó là một màu sáng rực rỡ huy hoàng. Bóng tối đã thực sự bị xua tan trong chốc lát.
Ta còn nhớ nhé, đó là bóng tối bị xua tan trong chốc lát thôi, tức là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Khi đoàn tàu đi qua thì phố huyện còn lại cái gì? Đoàn tàu sao khuất vào bóng tối, chỉ còn lại những đốm than đỏ tung bay trên đường sắt. Và bóng tối lại bắt đầu dày đặc và để lại bao tiếc nuối của mọi người, đặc biệt là Liên. Và lúc này, phố huyện đã trở lại với bóng tối và sự tĩnh mịch. Vậy thì hình ảnh chuyến tàu nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta thấy đó là một cái hoạt động cuối cùng của đêm khuya và ai cũng chờ đợi. Đoàn tàu đã đem đến một thế giới khác, nó sáng trưng và rực rỡ, náo nhiệt và sống động. Nó trái ngược với phố huyện sơ sát và nghèo khổ. Và chuyến tàu với chị em Liên, đó vừa là những ký ức vui tươi, vừa là ước vọng mơ hồ. Đó là một ký ức vui tươi về Hà Nội, đó là những ước vọng mơ hồ. Và chuyến tàu, nó chính là niềm an ủi, niềm tin để con người tiếp tục hy vọng, chờ đợi để một thế giới tươi sáng hơn. À, như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong ba cái nội dung của truyện ngắn Hai Đứa Trẻ. À, đó là bức tranh phố huyện lúc chiều tàn, bức tranh phố huyện lúc đêm tối và bức tranh phố huyện lúc đoàn tàu đi qua. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng, ba la mã tổng kết những cái giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật. Thứ nhất, về đặc sắc nghệ thuật. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là cái kết cấu truyện đặc biệt, đó là truyện không có cốt truyện. Tác giả tập trung vào thể hiện cái thế giới nội tâm của nhân vật. Thứ hai đó là về ngôn ngữ truyện của Thạch Lam thì rất là bình dị, câu văn uyển chuyển, giàu chất thơ và thấm đượm cảm xúc. Đặc biệt đó là nghệ thuật miêu tả tâm lý, nhân vật tinh tế đặc sắc. Về mặt nội dung thì truyện ngắn Hai Đứa Trẻ là một truyện ngắn lãng mạn, nhưng mà tuy nhiên tác giả luôn luôn nhìn nhận bằng cái cảm quan hiện thực rất là sâu sắc. Cho nên là nó ở truyện ngắn này nó mang một cái giá trị hiện thực rất là sâu sắc. Đó là việc tác giả đã tái hiện, xây dựng lên một cái bức tranh phố huyện nghèo nàn, tù túng như bị bỏ quên với những kiếp người tàn và sắp tàn. Tái hiện một cái bức tranh phố huyện không chỉ là một bức tranh phố huyện nghèo nhỏ bé đâu, mà đó còn là cái bức tranh mà đại diện cho rất nhiều những cái phố huyện trên đất nước Việt Nam trong cái bối cảnh thời đại lúc bấy giờ. Truyện ngắn không chỉ có giá trị hiện thực sâu sắc mà còn mang những cái giá trị nhân đạo, nhân văn hết sức cao cả. Nhà văn đã thể hiện cái tình cảm xót thương với những người, những con người, những cái kiếp người tàn tạ nơi phố huyện nghèo khổ. Đồng thời phát hiện và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của những người dân phố huyện nghèo. Như vậy là thầy và các em chúng ta đã đi tìm hiểu xong toàn bộ truyện ngắn Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam. Cảm ơn các em đã lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.